Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin đang giao dịch quanh mức 66.000 đô la, giá đã giảm gần 4% kể từ khi đạt mức cao nhất là 68.400 đô la một ngày trước đó. Nhà phân tích Ali cho biết 30,33 triệu đô la sẽ bị thanh lý nếu Bitcoin phục hồi lên 68.838 đô la. Điều này cho thấy nhiều trader đang mở lệnh short Bitcoin ở mức giá hiện tại. Theo Sentiment, tỷ lệ MVRV của Bitcoin đã tăng vào tuần trước. Đây là tín hiệu tăng giá. Tâm lý có trong số cũng chuyển sang vùng tích cực. Điều này có nghĩa là tâm lý tăng giá đang gia tăng trên thị trường. Tuy nhiên, nguồn cung trên các sàn giao dịch tăng cho thấy áp lực bán gia tăng. Tỷ lệ NVT cũng ghi nhận mức tăng. Bất cứ khi nào số liệu tăng, điều đó có nghĩa là một tài sản được định giá quá cao, cho thấy khả năng điều chỉnh giá cao. Giá Bitcoin giảm hôm nay diễn ra trong bối cảnh MT.GOX bắt đầu hoàn trả cho các chủ nợ hơn 140.000 Bitcoin, trị giá khoảng 8,5 tỷ đô la. Theo một nhóm chủ nợ của MT.GOX trên Telegram, họ đã bắt đầu nhận được Bitcoin và Bitcoin Cash hoàn trả trên sàn giao dịch tiền điện tử Kraken vào ngày 23 tháng 7. Những khoản hoàn trả này được thực hiện sau khi sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Nhật Bản chuyển hơn 47.500 Bitcoin, trị giá gần 3,2 tỷ đô la, đến hai địa chỉ không xác định vào ngày 23 tháng 7. Theo dữ liệu của Arcam Intelligence, số Bitcoin mà MT.GOX nắm giữ hiện ở mức khoảng 85.234 Bitcoin, trị giá 5,7 tỷ đô la. Sau tuyên bố hoàn trả của sàn giao dịch đã giải thể vào ngày 5 tháng 7, sàn này đã lập kế hoạch nhanh chóng thực hiện hoàn trả cho các chủ nợ. Ví MT.GOX, ví lạnh 1GBEZ đã gửi 48.641 Bitcoin, trị giá khoảng 3 tỷ đô la đến Kraken vào ngày 16 tháng 7 để phân phối cho các chủ nợ. Sàn giao dịch cho biết, các chủ nợ sẽ lấy lại được tiền trong vòng 1 đến 2 tuần. Các chủ nợ của MT.GOX đã chờ đợi được hoàn trả trong hơn một thập kỷ. Trong thời gian đó, giá Bitcoin đã tăng hơn 10.000%. Nỗi lo sợ về việc nguồn cung Bitcoin bổ sung này sẽ chứng kiến đợt bán tháo ngay khi được đưa vào lưu thông đã gây áp lực giảm giá trên thị trường. Thông tin tiếp theo, các quỹ Ethereum ETF đã chính thức đi vào hoạt động và có khởi đầu bùng nổ sau khi ra mắt thị trường ngày hôm nay với hơn 1 tỷ đô la dòng vốn vào. Ethereum ETF bắt đầu giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ sau khi SEC bật đèn xanh cho các quỹ này vào tháng 5. Mặc dù chúng có khối lượng giao dịch đáng kể, nhưng vẫn chưa có thông tin chi tiết về dòng tiền vào và ra của từng quỹ. Nhà phân tích James Seyfarth của Bloomberg ETF cho biết, dự đoán của tôi về dòng tiền trong ngày sẽ dao động từ 125 triệu đô la đến 325 triệu đô, nhưng sẽ phụ thuộc vào số lượng nhà đầu tư mà các công ty này huy động được. Theo dữ liệu của Yahoo Finance, trong số 9 quỹ, Ethereum Trust của Grayscale xử lý khối lượng lớn nhất với 461 triệu đô la cổ phiếu được giao dịch. Tiếp theo là iShares Ether Trust của BlackRock với 244,7 triệu đô la. Theo sau là FETH của Fidelity, cho đến nay đã xử lý khối lượng là 138,5 triệu đô. Quỹ ETHW của Bitwise đạt khối lượng giao dịch dưới 100 triệu đô la, còn VanEck đạt khoảng 45 triệu đô. Mini ETH ETF của Grayscale xử lý 63,8 triệu đô la. Các sản phẩm từ Franklin Templeton, Invesco và 21Shares xử lý khối lượng giao dịch nhỏ nhất với lần lượt là 15,9 triệu đô, 12 triệu đô la và 8,6 triệu đô. Các quỹ này nhiều khả năng sẽ chỉ đạt được một phần nhỏ những gì mà các Bitcoin ETF đã làm được trong lần ra mắt vào tháng 1. Các quỹ Bitcoin ETF đã thu về 4,5 tỷ đô la khối lượng giao dịch ngay trong ngày đầu tiên, trở thành đợt ra mắt ETF thành công nhất từ trước đến nay. Tiếp theo là thông tin về XRP. XRP đang giao dịch quanh mức 0,6 đô la. Các nhà phân tích tiền điện tử đang dự đoán một tương lai tăng giá cho XRP. Trích dẫn hoạt động thị trường gần đây và các chỉ số kỹ thuật là dấu hiệu cho thấy điểm đang tăng giá trong những tháng tới. Phân tích của Lab Crypto về XRP trên sàn giao dịch Bitstamp từ năm 2014 đến giữa năm 2024 cho thấy sự đột phá đáng chú ý trên điểm kiểm soát POC ở mức 0,609 đô la. Biểu đồ tháng minh họa mức thấp trong phạm vi khoảng 0,175 đô la. POC quanh mức 0,609 đô la và mức cao trong phạm vi gần 1,96 đô la. Sự đột phá gần đây trên POC cho thấy xu hướng tăng giá mạnh, với mô hình cờ tăng giá cho thấy tiềm năng tăng cao hơn nữa. Hoạt động giao dịch tăng trong các đợt tăng giá, như được thấy trong các thanh khối lượng, củng cố tâm lý tăng giá hiện tại. Lab Crypto cũng lưu ý sức mạnh tương đối của XRP trên các khung thời gian thấp hơn. Nếu Bitcoin vẫn trong phạm vi giới hạn, XRP có khả năng đạt 0,64 đô la, phù hợp với các mô hình đang diễn ra, và cho thấy mức tăng thêm nếu xu hướng hiện tại vẫn tiếp tục. Tương tự như vậy, nhà phân tích Hoff đã báo cáo mức tăng 66% trong hiệu suất của XRP so với đầu vào, nhấn mạnh sự thay đổi từ động thái ba sóng sang mô hình xung lực đầy hứa hẹn hơn.
Lev Krytovalov đưa ra quan điểm thận trọng lạc quan về tiềm năng của XRP. Với các chỉ số gần đây và dữ liệu thị trường chỉ ra xu hướng tăng giá, XRP có thể tiếp tục thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư trong những tháng tới. Bên cạnh đó, XRP cũng đã chứng kiến hoạt động tích cực của cá voi trong tuần qua. Những nhà đầu tư lớn được biết đến với lượng nắm giữ khổng lồ đã thu về hơn 140 triệu token XRP, trị giá khoảng 84 triệu đô la chỉ trong một tuần. Áp lực mua tăng cao này là do một số yếu tố, đặc biệt là phán quyết mang tính bước ngoặt của thẩm phán Felix Hamilton trong quá trình tố tụng đang diễn ra của Ripple. Tuần trước, Hamilton đã gia hạn thời hạn loại trừ 4 lời khai của chuyên gia cho đến ngày 26 tháng 7. Chỉ thị tư pháp này đã thúc đẩy tâm lý tích cực trong số các nhà đầu tư XRP lớn, dẫn đến các giao dịch mua đáng kể. Sau phán quyết này, Wallet đã xác định được khối lượng chuyển động đáng kể trên chuỗi là khoảng 140 triệu XRP. Nhà phân tích Ali đã đăng một biểu đồ XRP tiết lộ xu hướng chịu ảnh hưởng của các nhà giao dịch cá voi từ đầu tháng 6 đến giữa tháng 7 năm 2024. Biểu đồ cho thấy giá XRP đã giảm vào đầu tháng 6 và chạm mức thấp vào giữa tháng. Trong đợt điều chỉnh này, tài sản của những người nắm giữ lớn vẫn chủ yếu ổn định với những biến động nhỏ, cho thấy hoạt động bán tháo tối thiểu. Từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 7, giá XRP bước vào giai đoạn củng cố, được đánh dấu bằng những biến động nhỏ và chiều động ngang. Lượng nắm giữ lớn đã giảm trước khi phục hồi trong giai đoạn này, cho thấy giai đoạn tích lũy lại của các địa chỉ này. Giá XRP bắt đầu tăng từ giữa tháng 7. Xu hướng tăng này chung với sự tăng đáng kể lượng nắm giữ của các nhà đầu tư lớn, cho thấy sự tích lũy tích cực trong giai đoạn này. Và thông tin cuối cùng, một số nhà đầu tư đã nhanh chóng tận dụng được tăng giá gần đây của Chainlink. Phân tích on-chain cho thấy Link đã đạt đến mức mà nó chưa từng đạt được trong nhiều tháng. Vào ngày 21 tháng 7, giá Chainlink đã đạt 15 đô la, lần đầu tiên sau hơn 30 ngày. Sau sự gia tăng này, dữ liệu từ Sentiment cho thấy lợi nhuận trên lỗ thực tế của mạng lưới đã tăng lên 106,55 triệu. Lợi nhuận trên lỗ thực tế trên mạng lưới cho biết liệu các nhà đầu tư đang bán lỗ hay đang kiếm lời. Sự gia tăng đột ngột lên 106,88 triệu trong vùng tích cực như được thấy với Link cho thấy nhiều nhà đầu tư đang kiếm lời từ sự gia tăng này. Tuy nhiên, áp lực bán tăng khiến giá giảm xuống dưới mức 14 đô la ở thời điểm hiện tại. Lợi nhuận trên lỗ thực tế của mạng lưới cho thấy rằng các khoản lỗ thực tế hiện đang chiếm ưu thế. Sự sụt giảm trong lợi nhuận thực tế có thể là một dấu hiệu tốt cho giá của Link. Điều này là do áp lực bán giảm, cho phép giá ổn định hoặc bước vào một xu hướng tăng khác. Sự gia tăng các địa chỉ mới và đang hoạt động trên mạng cũng hỗ trợ cho tiềm năng tăng trưởng. Theo dữ liệu của Into the Block, cả hai số liệu đều tăng trong 7 ngày qua. Sự gia tăng này cho thấy một nhóm người tham gia thị trường mới đã áp dụng Link và thêm token này vào danh mục đầu tư của họ. Tương tự như vậy, điều đó có nghĩa là người dùng liên tục tương tác với mạng Chainlink. Khi điều này tiếp tục hoặc phát triển, tiềm năng giao dịch cao hơn của Link sẽ tăng lên. Bên cạnh đó, khi Ethereum ETF chính thức đi vào hoạt động, thị trường đã chuyển sang màu đỏ. Các nhà đầu tư cá voi đang tìm cách bán Solana, tài sản tiền điện tử lớn thứ 5 trên thế giới. Wallet đã chia sẻ một bài đăng trên nền tảng X, nói rằng cá voi đã chuyển gần 57 triệu đô la giá trị Solana sang sàn giao dịch Binance. Việc chuyển giao lớn này diễn ra thông qua hai giao dịch riêng biệt. Trong giao dịch đầu tiên, cá voi này đã chuyển số tiền là 22,3 triệu đô la Solana, trong khi giao dịch thứ hai, cá voi đã chuyển số tiền lớn hơn là 35,16 triệu đô la Solana cho Binance. Sự chuyển dịch lớn này diễn ra vào thời điểm Solana đang ở gần mức kháng cự mạnh. Việc cá voi đẩy token lên sàn thường nhằm mục đích để bán, qua đó gây áp lực giảm giá lên Solana. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.